Rồi. Mấy đứa nghe cô nói không? Dạ vâng. Bây giờ đây nha. Nghe không? Nghe không? Nghe. Nha, xin lỗi nha, như về sự cố. Cái khối lượng này thì em hình dung nè, cái glycine nó như thế này, khi tạo thành cái gốc peptide N lần thì nó đây nè các bạn, hết nè. Cái đoạn này á NH CHK CO N lần một cái ô hết. Đây cũng sẽ là cái cơ sở quy đổi với tiết này các em. Có phải là cái đoạn đằng trong này á, là nó sẽ lặp lại không, nó tạo gốc glycine và bên này nó tách ra cái cuối cùng cái đầu C nó còn một cái nhóm OH và cái đầu N nó còn một hydro, được chưa? Như vậy á thì cái gốc này, cái gốc này NHCO CH2 là CH là 57 nhân cho N cộng với lại 18 nó bằng 303. Như vậy suy ra N bằng mấy? N bằng nào máy đoan? Dạ số cô. Là em nào bằng máy? Dạ cô để cho em bấm mát. Cái gì vậy, đi làm mà Dạ cô Việt Nam cô. N bằng 5. Rồi. Như vậy nó là pentapeptide. Câu này thì dễ rồi đúng chưa? Nhưng mà đây là một cái cơ sở. Cô đưa các bạn này cơ sở để các em quy đổi cái hợp chất peptide. Quy đổi hợp chất peptide nghe này nha. Loại peptide chứa chứa N gốc alpha amino acid, một nhóm amino, một nhóm acid thì quy đổi nó như thế nào? Mọi nhà mấy bọn cũng lật giật sai sao mà cô thấy mấy bọn cũng chung ra chung vô miết thế này. Đây, một cái peptide mà chứa N gốc alpha amino acid gồm một nhóm amino, một nhóm acid. Cụ thể là nếu em hay gặp cái bài này thì dễ dàng rồi nha. Gặp là gly, ala và valine nhé. Gly, ala, valine. Gly á là HKN CHK COH. Ala có phải là HKN CHH bóng COH. Còn valine á có phải là HKN C bóng H8 COH không? Cô đưa ra cái công thức nó như thế này. Các bạn để ý nha, để ý cái quy đổi, để ý cái kỹ thuật lần đầu á, nó quan trọng. Thì bây giờ cô quy đổi lần thứ nhất cho các cái gốc quy đổi amino acid đây các bạn. Quy đổi amino acid thì có phải nếu như cái này theo cái đồng đẳng hóa, theo nguyên tắc của đồng đẳng hóa thì ví dụ cô có cái hỗn hợp này thì cô sẽ quy đổi nó về là một là gali. Đấy. Và CH2O. Và lúc này số mol CH2 nó sẽ bằng số mol ala cạn 3 lần số mol valine. Bao nhiêu bạn hiểu cái chỗ này? Giơ tay lên thử. Hiểu cái chỗ mà cô đương quy đổi đó. Có bạn nào thắc mắc không thì nói. Thì đây là cái phương pháp đồng đẳng hóa bình thường thôi. Huyền, sao Huyền? Có ý kiến gì không chỗ đó không Huyền? Thu Huyền. Con vô mọn nó không rớt ta xuống luôn. À, mọn nhà con nó cũng yếu lắm phải không?
do gần biển đúng không? Ừ. Có sáng mà sang biển chưa? Trà dài sang biển chứ không phải sáng đâu. Đây, từ đây qua đây là hiểu rồi chứ gì hả? Như vậy, đừng có nói giải thơ hoa cô. Đấy. Quay đổi qua cái chỗ này. Như vậy, có cái bé tích. Có cái bé tích. Mà nó tạo thành từ có các alpha amino acid, một nhóm amino, một nhóm acid, thì lúc này mình sẽ quy đổi nó về như thế này hả? N hả? Quy đổi nó về gần ly hết amino acid đổi về đây như vậy CH ha, CO N là O hả? Như vậy đây là cái phân tử peptide chứa N gốc. Thì các phân tử peptide này mình đổi nó ra cái thành phần thứ nhất là CH3ON. Đây chính là cái phần này. Được chưa? Thứ hai nữa là các cái gốc CH2, bởi vì các nó không thể là gali ở CH2. Và thứ ba nữa là nước. Một peptide người ta quy đổi ra được như thế này. Đây là cái gốc này nè. Gốc này mà viết ra là NHCH2CO. Trang này số mol nước nó luôn luôn bằng số mol peptide. Cho dù bao nhiêu gốc cũng quan trọng, bởi vì nước nó tạo thành từ một cái này, một cái này thôi. Cho nên là cái N bao nhiêu gốc cũng được. Nó nước này là tách ra từ cái hydro của đầu N với nhóm OH của đầu C. CH2 số mol này N của CH2 nó bằng N của ala, nếu thường là người ta cho ala với gali thôi. Cạn 3 N valin. Còn gali thì không tách, gali là hiển nhiên không tách. Còn cái số mol của anh này, số mol của CH3 OHN nó bằng số mol của amino acid. Như vậy bất kỳ một cái peptide nào nếu tính theo một góc gali, một góc ala thì đều quy đổi lại thành các hỗn hợp này với các số mol cụ thể. Thông qua cái bài tập số 1 dễ và cô ghi vô cái đó, các bạn ghi vô phải nha, quy đổi peptide. Được chưa? Các bạn ghi sang cô giải tiếp câu số 2. Xóa ngang. Rồi. Bây giờ quay qua câu số 2. Cho em mà gom gali ala tác dụng nào OH dư đun nắng. Thấy cái anh này không phải ha thì giá trị của em mà. Thì số mol này nè, gali với ala là những cái amino acid mà nó tạo thành từ một gốc amino, một gốc acid. Cái bài nó đơn giản nhưng mà khi dễ thì các bạn phải để ý cái ý tứ của nó. Trong cái trường hợp này thì cái số mol của peptide nó sẽ bằng 0,1. Được chưa? 0,1. Như vậy em mà nó sẽ bằng 0,1 nhân cho em mà lớn là 35 cộng 89, gali là 35, ala là 89, trừ đi một cái liên kết peptide là trừ đi 18 là nó ra kết quả là bằng bao nhiêu? Mười bốn phẩy sáu. Được chưa? Thế bây giờ nếu như cái trường hợp này, trường hợp này cô cho một cái tetrapeptide, cô đặt ra vấn đề khác, một cái tetrapeptide. Được chưa? Tetrapeptide tạo thành từ các cái loại gốc gali, ala, valine. Được chưa? Nó cạn vừa đủ
với 0,8 mol NaO hả? Thì suy ra cho cô cái số mol betic là bao nhiêu? Trường hợp thứ nhất, nếu mở rộng như thế này thì số mol betic sẽ là bao nhiêu? Quang xe ha. Không biết nữa cô. Mày trả lời gì? Con muốn rất mọn nữa vậy Quang. Con biết lý do tại sao ở đây mà nó không phải một mol không? Khi học trực tuyến mà nhìn theo cái con trỏ chuột của cô dãy đó nha. Bởi vì cái bút nó xà đó. Biết cái số mol, biết vì sao số mol này nó là không phải một không? Quang. Dạ không cô. Thật là vi diệu. Con nhìn cái này. Galeala nó sẽ như thế này. Những cái ca đảng này mà mấy bọn không biết thì đụng qua cái muối amoni có nước mà tự dặn. Đó. Về nguyên tắc mà khi cái thủy phân đó nha, thủy phân tranh kiềm đó, là đầu tiên nó phải cạn nước. Ở đây nó có một cái liên kết peptide này rồi. Thấy chưa? Và các bạn khác. Cho nên nó sẽ ra là một cái gel. Nếu mà viết một cách cụ thể ra đó, cạn với một cái phân tử ala. Đây là thủy phân mà. Còn nhìn cái đây được chưa? Sau đó Gali thì nó có một cái nhóm COH, cho nên nó sẽ cạn với NaOH, ở này cạn NaOH, cho nên số mol NaOH bằng khi làm cái số mol nitric này. Và cô đã từng đưa cho các bạn cái công thức tổng quát đó. Nếu mà amino acid Na là cái peptic mà trước Na gốc alpha amino acid, với điều kiện này là amino acid nó có dạng là HNLCOH, có nghĩa là một nhóm kia một nhóm nọ, thì khi đó nó sẽ cạn N phân tử NaOH, được chưa? Nó sinh ra N gốc HNLCOONa và cạn với một nước, số mol nước sinh ra luôn luôn bằng số mol nước tiếp bằng này. Đó, cái công thức này đã từng đưa ra cho các bạn mà. Các bạn học cái phản ứng này chưa các bạn? Dạ thầy bạn Quang biết chưa bạn Quang? Dạ dạ biết rồi cô. Sao mà nghĩ có một bữa mà nó hư có nghĩ một bữa mà tưởng như là sao sâu dịu vợ với ta? Kiệt. Kiệt ơi. Rồi kêu không dạ. Ta là luôn rồi đó. Dạ cô. Em đi cô. Cái ý thứ hai của họ một cái cao mã rộng đây, một cái tetrapeptic. Mà peptic này tạo thành từ gali alavalin. Nó tác dụng vừa đủ với 0,8 mol nào hết thì cái số mol peptic là bao nhiêu? Không biết bóng. À, không biết bóng. Thiệt không? Đứa nào nói theo cô Nga thôi. Đứa nào biết nói mà biết nói giùm nè. Quỳnh. Không biết thầy ạ cô. Hổ cô còn chi. Thì bây giờ có phải là amino acid bóng lần không? Thì nó cạn bóng hay nào hết. Tetra là bóng. Cạn bóng nào hết. Nó sẽ ra cái dạng dạng hết. HNLCONNA cạn nước. Một nước thì cái anh này là không phải bóng thì anh này là không phải một cái gì nữa. Dạ. Bây giờ Nga chỗ đây cô lấy một cái ví dụ tiếp. Lấy một cái ví dụ. Bây giờ cô có một cái tripeptic. Được tạo thành từ một gốc gali một ala cạn một glu tripeptic x. Thứ nhất em tính em mà lớn của x cho cô là bằng bao nhiêu? Thứ hai
Nếu mà x nó cộng vừa đủ với 0,6 mol NaO hả? Hóa xây ra MX. Đó, một cái cao lần đó. Cô nghĩ là giảng xa thì bây sẽ hiểu, nhưng mà bây giờ không. Phải ví dụ ra. Số đứa không thấy gì hả? Rồi, Khả ơi. Dạ đó chị. Này, con tính em mà lớn ra nó bằng bao nhiêu? Dạ cô là 235. Đây nè, ba góc như vậy mỗi bên là một cái amino acid này sẽ là glycosylation cái gì đó. Vậy em mà lớn nó bằng 35 cộng 89 cộng với glu là 143 glutamate á. Trừ đi ba cái anh này nó đối với nhau thì hai liên kết kế tiếp là 2 × 18. Các bạn biết cách tính nhanh đây mà lớn này không? Thì khi tripeptide là 3, được chưa? Tripeptide là 3, như vậy mỗi thằng nó góp một thôi mà, tạo thành từ một góc gly, một góc ala, một góc glu. Như vậy là nó sẽ hình thành hai liên kết kế tiếp. Để mà đây đặt lại cho cô số mấy hả? Dạ cô là 235. 235 chính xác luôn hả con? Rồi ok. Bây giờ Khả trả lời cho cô, nếu nó tác dụng vừa đủ 0,6 mol nào hết thì NX trong này là bao nhiêu? Dạ cô là 0,15. 0,15 có nghĩa là 0,6 chia 4 bằng 0,15. Có bạn nào thắc mắc tại sao tripeptide mà lại chia 4 trong trường hợp này không? Khả nói đúng rồi đó. Minh Thành, con thắc mắc chỗ nào Minh Thành? Chia bóng rồi cô. Chứ theo con chia mấy? Chia hả? Chia bọt. À, vấn đề ở đây nè. Đây nó có một gốc glue mà, cho nên là phải đi từ cơ sở. Các bạn thấy khó vì sao? Vì rất cái chất cơ sở các bạn chưa nè. Cái hồi nãy cô nói là amino acid N là amino acid này nó chứa một gốc amino, một gốc acid. Chứ còn anh này cái glu á là nó sẽ như thế này nè các em. Ngoài cái H N H R C O được chưa? N là O H này thì bình thường là một gốc kia một gốc nọ. Nhưng trang anh này, nhưng nếu như có glu thì riêng cái phần glu này nó sẽ xả ra cái tình trạng như thế này. Chỗ này N N nha, nó sẽ nối với NHR. Đây, có một cái gốc COH nó ở sẵn rồi đây, rồi CO. Rồi tiếp theo nữa. Như vậy nó thừa trong cái glu đây, nó thừa một cái nhóm COH riêng ra. Thì cái nhóm này nó sẽ đổi thêm một cái chuyện là nhóm này nó tác dụng một NaOH. Cho nên trong trường hợp này, tổng cái số nhóm COH của này, cái số nhóm axit chỗ này là một nhóm, chỗ này một nhóm, chỗ này hai nhóm thì tổng là bốn nhóm. Bốn nhóm thì đem chia bốn. Hiểu chưa Minh Thành?
Dạ rồi. Rồi do nó là glue nè. Được chưa? Như vậy tương tự nếu như mà có thằng lysine ở trong phân tử thì các em để ý cho việc nó tác dụng với hoxin là nó sẽ đổi thêm một cái phần. Hoxin là tác dụng với cái nhóm NH thừa ở vị trí ngoài đó. Được chưa? Tiếp tục cái câu số 3. Có bạn hạt X mà các bạn phải để ý nha. Thủy phân hoàn toàn một tetra, tetra là bóng. Chỉ thu được amino acid chứa một nhóm amino một nhóm acid cho mà gam X tác dụng vừa đủ anh này. Dạ. Thì bây giờ đây. Hả? N hả? RCO bóng lần OH báo tetra thì có thể viết như thế nào, một nhóm kia một nhóm nọ viết như thế nào. Như vậy nó sẽ tác dụng với NaOH theo cái tỷ lệ một bóng OH. Khi đó nó sẽ ra bóng góc lần này HCN RCOOH COONA cạn một phân tử nước. Hỏi cái giá trị M đây là bao nhiêu? Vậy chỗ này 0.3. Nếu em biết đúng cái tỷ lệ phản ứng như thế này nè, em biết đúng cái tỷ lệ phản ứng, chỗ này 0.3 mol. Chỗ này là 34.95 gram. Thì khi em biết cái tình trạng này thì em sẽ biết được số mol nước sinh ra cũng giống như số mol peptide. Đây 0.3 thì rõ ràng nước này là 0.3 chia bóng là 0.035. Hiểu hay không hiểu chỗ này? Từ nãy giờ đáp về phía này đó, giờ các bạn hiểu không nè? Như vậy M nó sẽ bằng 34.95 cạn cho khối lượng của nước là 0.035 nhân 18 trừ đi khối lượng NaOH là 0.3 nhân 40. Kết quả này nó ra bằng bao nhiêu các em? Ra bằng bao nhiêu hả? C6. Chọn ra câu B cô. Ra câu B là 24.3. Có nghĩa là em phải hiểu những cái lý thuyết nho nhỏ như thế này thôi, nhưng mà cái việc thi được không được là nó làm ở trong đó. Còn những cái bài to lớn thì từ từ được. Dạ, câu số 4. 8.36 gram một cái dipeptide tạo thành gali và ala cho tác dụng vừa đủ với venic. Đây gali ala là tỷ lệ 1:1. Như vậy cái dipeptide này tính ra số mol ha. Tính ra số mol nó dễ. 8.36 đem chia cho M lớn của nó là 35 cạn 89 nhân cho 10 trừ cho 18. Đó, 146. Mà bao nhiêu lớn? 0.06. Không phải mấy? 0.06. 0.06 mol. Thì xây ra số mol hoxin là tương ứng. Cái anh này dipeptide là 0.06. Này, dipeptide. Peptide mà chứa N gốc. Alpha amino acid một nhóm kia, một nhóm nọ N OH này. Hay là thậm chí là chỉ cần một nhóm amino thôi. Thì khi cạn hoxin là chỗ này nó cạn với cái liên kết peptide là N trừ một nước.
nó cạn HCl là cạn NHCl sẽ tạo thành CnlH3n(NaCl)OH. Đây là cạn HCl. Cho nên cái N này bằng heo thì cái số mol của HCl nó sẽ bằng 0,12. C ra V là bằng 0,12 lít. Mà kiểm tra polymer cô ơi. Thì kiểm tra polymer chứ sợ thế gì, sợ dữ vậy. Đây hả? Hả, kiểm tra polymer thì nhìn viên cái polymer đó chứ. Để xử đi em. Sợ dữ vậy em Phan, sợ thầy Khánh dữ vậy em. Thầy đó đề tích người không cô? Chạy chạy. Chị cũng hoảng lắm cô. Hả? Hả, áp lực. Áp lực à? Nên nhớ là có áp lực thì mới nên ngừ, không có xô ra. Cô không có giải trước chương trình, giải cho nó chát chứ. Rồi, câu số 5. Một bếp tích mạch thở thu được bao nhiêu gram Cali rồi bao nhiêu gram Ala? Số công thức cấu tạo có thể của X. Bây giờ số mol Cali là bằng bao nhiêu? Mười lăm chia cho bả lăm là bằng 0,2. Số mol Ala là bằng bao nhiêu? 35,6 chia cho 89 là bằng 0,4 mol. Thế bây giờ mình phải xác định được cái bếp tích này là bếp tích chứa bao nhiêu gốc đó đã. Bây giờ đây, HNH đây. R đây là amino acid cô dễ quy đổi cho các bạn áp dụng mã N là, thì lúc này cô quy đổi hồi nãy là CH3ON CH2 và nước, cô đặt x bằng cái số mol peptic thì cái chỗ này sẽ là NX, được chưa? CH2 là bằng số mol Ala là 0,4. Ở đây cô có nè, NX nó bằng 0,6 là bằng tổng số mol Cali với Ala là bằng 0,6, là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là NX nhân cho 5 bả là 0,6 nhân 5 bả đó. Làm cho nó gọn, cho nó dễ nhìn, cho để thấy nó tội. Cái góc này á, là bằng 0,6 đúng không? Này là bằng 0,6 mol. Chỗ này 0,4 là em hiểu chưa, hồi nãy của nó đó. Bởi vì cái phần Gali này nó không có bị tách, chỉ có cái phần Ala là nó bị tách ra thôi. Ala mà quay đổi gì này là nó tách ra một góc, thì cái số mol sẽ là bằng số mol Ala. Cạn 3 lần số mol Valin, mà Valin không có. Anh này là cái số mol peptic của họ là X đi. Thì mình có bảo toàn cái khối lượng đây nè, 0,6 nhân cho 50 bả, em mà lớn cái này là 50 bả, cạn cho 0,4 nhân cho 14, cạn cho 18 nhân x, nó bằng 43,4. Xây ra cho cô x bằng bao nhiêu? Bấm má x bằng bao nhiêu đây vậy? Ít bằng bao nhiêu vậy? 0,45 cô. 0,0 mấy hả? 0,45. Tôm làm. Tụt luôn.
Không biết hay cô. Ủa? Không biết hay cô. Sao không biết tâm làm được số 1 biết thì sao lắng nghe số 1 amino axit vậy? Cô. Ờ. Cô không nghe gì hết, mọn cô yếu là mọn con yếu vậy? Không biết khe. Không biết khe là ok phê. Mới mọn bánh không biết khe rồi. Cô nghe em nói không? Không nghe, nghe y như là ca sĩ mà luyện thanh dễ dàng. Nó nghe ngoa lắm chứ không nhìn tin tức. Nhắn đi phê. Dạ, chỗ này không biết khe đúng không mấy đứa? Như vậy cái peptic này là peptic mấy lần? Số mol peptic không phải hai, số mol amino acid là 0.6. Như vậy C ra nó là tripeptic. Đây là N bằng 3 nè. Tripeptic mà số mol ala bằng hai lần số mol giờ ly. Như vậy tripeptic được tạo thành từ hai gốc ala cạn một gốc giờ ly. Thì số công thức cấu tạo nó sẽ là 3 giờ thừa chia cho 2 giờ thừa bằng 3. Đáp án là đáp án B. Nó làm về cao không có hề dễ đâu nghe các bạn. Thấy giải dễ chứ có dễ không? Tôi không có thấy dễ mà không biết có em thấy dễ không? Cô ơi, à. Cô nói có lẽ cái đoạn số nó ra tri với tiết đồng vô. Rồi. Bây giờ chốt họa này, số mol peptic bằng 0.2 được không? Cô lại lý thuyết quy đổi nè, được không nè? Số mol có cái gốc amino acid bằng 0.6, có phải là amino acid n là nó ra n amino acid, chỗ này 0.2, chỗ này 0.6 thì có phải là n bằng 3? Nó là tripeptic. Chỗ đó con hiểu chưa? Trời ơi cô. Rồi, mà tripeptic ở trong này tạo thành từ gali ala, cái tỷ lệ số mol ala chia cho số mol gali là bằng 0.4 chia 0.2 là bằng 2:1. Đúng chưa? Như vậy hai gốc ala một gốc gali. Mà hai gốc ala một gốc gali thì có cái công thức cấu tạo đồng phân của nó là 3 giờ thừa chia cho của lạp của ala hay là 2 giờ thừa bằng 3. Cô ơi. Cô. Cô đây. Số mol của CH3O nào bằng NaX cô. Thế đấy. Cái này là X đúng không? Số mol peptic là X ha. Thì nó có N gốc thì amino acid có phải là N nhân X không? Cứ số mol nước là bằng số mol peptic. Con coi lại cái lý thuyết quy đổi hồi nãy một xí. Giờ có cần cô nhắc lại ngay cái chỗ đó không? Dạ nhắc lại cô nãy mọi em yếu nghe gì. Má ăn tròn rồi lấy. À, bây giờ cái peptic chứa N gốc alpha amino acid, các anh này là tạo thành từ một gốc amino một nhóm COH
và dĩ nhiên là nó no hả? Thì cái amino acid này, alpha amino acid, có phải nó dẫn như thế này không? HCN này, CH N lần nào đó, A lần nào đó, COH không? Cái amino acid nó sẽ như vậy đúng không? Nếu mà gly thì A bằng 1, ala thì A bằng 2, valin thì A bằng 3. Vậy bây giờ cô quy cái amino acid này về, tất cả các amino acid này nó đều cô quy lại là HCN, CH, COH và CH. Amino acid một nhóm kia một nhóm nọ, theo cái nguyên tắc đồng đẳng hóa là quy nó về cái chất đào giải đồng đẳng, đó là gly với CH. Số mol CH thường là người ta cho ba cái alpha amino acid là gly, ala, valin á, thì nó sẽ bằng số mol ala cạn 3 lần số mol valin. Cô giải một lần nữa nha, mà các bạn chưa rành là các bạn phải về mở cái clip của cô đi, cô lệ rất là nhiều lần. Được chưa? Sau khi mà nó hình thành peptide, có phải là như thế này, peptide cái đầu N là N hả? Hết N hả? Cái đầu này là CH, A lần rồi đó, CO, và cuối cùng cái đầu C là còn dư một nhóm của hết N, N là. Được chưa? Thì cô quy tiếp ra cái thằng này là hết nè, N hết, CH, CO, N lần OH, và các cái góc CH cô tách ra đây. Anh này cô tách tiếp cái thằng khớp với OH ra là thành nước. Như vậy cái anh này anh sẽ ra là nước. Mà một cái phân tử peptide coi dù cái anh nào bao nhiêu thì nó cũng tách bằng nước thôi. Số mol nước bằng số mol peptide. Như vậy các chỗ này có phải là CH3ON thì tách nó ra CH3ON, có phải là nó bằng số mol peptide nhân N không? Số mol peptide nhân cho N số góc là bằng chính bằng số mol amino acid đó, tính là đi tao. Và cái CH thì vẫn là tách ra là CH, CH N của CH nó bằng N ala cạn 3 lần N valin. Đó thì bao nhiêu đó, bây giờ con hiểu chưa? Như vậy nếu như mà cái anh này mà x thì anh này tương ứng sẽ là anh này x thôi. Nó đó là quy đổi một cái quy, nó có cái peptide điều quy đổi thì được như thế này. Nếu như mà cái peptide nó thỏa mãn có cái gốc alpha amino acid thì là. Đó các bạn chép vở vô và các bạn suy ngẫm những cái vấn đề đó.
nó hiểu gì mà nó chạy chạy bằng hình vậy cô? Bị chạy bằng hình ạ? À? Dạ. Dạ còn chạy không? Thấy cười cô. Lúc nào có số môn xe hóa khen nó cũng bèn số môn online cả ba lần số môn valing hả cô? Nếu là như nó chỉ có gali online valing thôi, còn ví dụ nó có thứ khó đó, thì là quy đổi theo hướng, nhưng mà đa phần những bài mà buộc phải quy đổi thì nó như vậy không? Dạ. Một nhóm kia một nhóm nọ. Bởi vì em để ý tại sao nó tách ra như vậy đó. Dạ. Yeah. Đó, xử lý ra đó đây. Tri-beptic mạch thở X và tetra-beptic mạch thở Y đều được tạo nên từ một cái alpha amino acid, một loại thôi, no hả? Phân tử chứa một nhóm kia một nhóm nọ. Đốt cháy hoàn toàn không phải hormone Y, tổng khối lượng CO2 nước như vậy. Nếu đốt cháy hoàn toàn không phải một X sản phẩm hấp thụ vào body oxygen thì khối lượng dung dịch này giảm bao nhiêu? Em hiểu cái ý tứ của cái đề không? Cô đưa cái này để cô xử lý cho các bạn á, là cái beptic. Bây giờ người ta đốt, người ta giữ kiện là cho đốt cháy không phải hormone A á. A là gì? A là một cái tetrabeptic. Bây giờ bài này dễ bình thường cũng được, dễ quy đổi cũng được. Giờ cô xác A nè. Cô quy đổi Y nó thành nước CH2
và CH3 ON không phải hormone. Mà tetrabetic thì cái này phải 0.8 không? Và cái anh này cô đặt là amon, chưa biết bởi vì không biết nó là vậy, không biết nó là galala hyperlink gì cả. À, nếu a bằng 0 á thì nó là galay. Mà nếu a bằng cái số mol là 0.8 á thì nó chính là ala, mà 3 lần 0.8 thì nó là valine thôi. Chắc là một ra máy cái đó. Tây rồi tây nó có thể là một cái số he nào đó thì mình xác lại. Như vậy cô quy đổi cái y ra cho này thì hiểu cái chỗ này không nè. Đơn giản vậy thôi. Tiếp Quỳnh Anh tiếp. Dạ cô. Con có nghe bề nãy vậy không? Dạ có. Được để không? Em mới chạy đi lái này xí. Nó chạy đi lái cái này xí nó khó như điên vậy mày. Tài quân. Hạt quá mà cúi xuống lượm cây bút mà mắt góc ở đây bây giờ ở qua màn hình đây nhả lung tung. Chỗ này có bạn nào không hiểu không? Nói cô giảng lẹ này. Tỉnh nhẹ. Nó lẹ cô. Bây giờ có phải là y là ta tetrabetic không? Mà tetra là mấy góc. Như vậy nó là amino acid bóng góc đúng không? Chỗ này không phải ha. Nó sẽ sinh ra các anh này. Nó như thế này nè. H. N H. Anh này là CH2. Gì đó. Dép lần gì đó, CO, N, OH, thì tách ra một cái nước ra nè. Phải hiểu cái quy đổi hồi nãy đó, tách ra một cái nước. Thì đây là 0.2, thì cái đây là một phân tử nước, thì là 0.2. Chỗ này tetra là 4 lần, thì 0.2 nhân 4 là 0.8 thôi. Có phải một cái peptide mà là tetra peptide thì tạo thành từ 4 góc alpha amino acid không? 0.8. Mà bây giờ là theo đồng đẳng hóa mà tách nó về gali ấy, thì còn này nó ra cái CH mà đâu có biết nó là cái bao nhiêu đâu thì cứ đặt vào ai thôi. Việc coi lại cái đoạn quy đổi hồi nãy, đây là cái kiểu quy đổi dễ nhất của biết rồi đó. Và chốt số nó luôn, thuộc làng luôn. Bây coi đây coi lại bây sẽ hiểu. Anh này khi đốt cháy thì có phải anh này đốt cháy có phải là HCO2 cạn 1.5 nước không? Anh này đốt cháy một CO2 cạn một nước. Anh này đốt thì không có đốt nhưng mà nó vẫn còn hai nước. Vậy chỗ này tổng số mol CO2 nó bằng 0.8 nhân ha cạn với là A. Đó. Như vậy bằng 1.6 cạn A. Tổng số mol nước này nó bằng 0.8 nhân 1.5 cạn A cạn với là 0.2. Đó. Từ cái quy đổi ra đây được chưa? Như vậy là bằng 1.4 cạn A. Theo đề ta có tổng khối lượng CO2 nước là 95.6. Như vậy 1.6 cạn A nhân cho bóng bóng cạn với lại 1.4 cạn A nhân cho 18 bằng 95.6. Từ đây em giải quyết ra A bằng A bằng bao nhiêu? A bằng không cô. A bằng không. Đúng chưa? A bằng 0 thì xây ra các amino acid, alpha amino acid mà tạo các cái peptide chính là galen. Đấy. Bây giờ đốt cháy x, vẽ tao quay qua bây giờ không phải màu phun x. Vậy bây giờ x nè. X là tripeptide. Nó là galen 3 lần á. Em một là em để gà lây 3 lần hay là em quay qua này. Nước CH3 ON. Được chưa? CH3 ON. Cái nó không có tách cái gà lây thì nó không có tách CH3.
Như vậy anh này là tri-bê-tích. Cho nên nước là bằng số mol bê tích là 0,1 thì anh này đang 3 là 0,3. Khi đốt cháy là HCO2 cộng với 1,5 nước. Anh này cháy nước. Như vậy số mol CO2 nó sẽ bằng H nhân 0,3 là 0,6 và số mol nước nó bằng 0,55. Đây 1,5 nhân 3 là 0,45, 0,55. Hấp thụ vào bari hydroxygen. Khi cho vào bari hydroxygen thì nó sẽ xả ra tình trạng là CO2 nó cộng với bari hydroxit để tạo thành bari carbonat cái tủa cạn nước. Được chưa? Đây là 0,6, như vậy đây là 0,6. Cái delta M dung dịch giảm chắc chắn là giảm, nó bằng M cái tủa trừ tổng M CO2 cạn M nước. Như vậy bằng 0,6 nhân 193 trừ tổng CO2 cạn nước là 0,6 nhân 44 cạn với là 0,55 nhân 18. Ra kết quả. Cô kéo là như ông đã có đề xíu rồi không cô? Được. Bế tích thì học lý thuyết hả? Có ông vàng đấy, nhưng mà đi dễ tốn bế tích á là khùng, thậm chí muối amoni đâu có hạt đâu. Sang chưa? Các bạn này sang chưa? Các bạn phải coi đi coi lại rất là nhiều lần một cái vấn đề đó. Xóa ngang, làm câu khác ngang. Mở chưa chưa? Đó, chào ra. Thành nó đi ra đi vô biết thấy tử mẹ. Mưa gió quá cô. Chưa phải là ngày mưa lớn nhất đâu em. Đợt này mưa 10 ngày là. Tình hình mọi thứ trong cuộc sống là còn tồi tệ đi rất nhiều. Sài Gòn hôm nay đã trở lại sở sáo rồi, lên vùng đỏ và rất là nhiều vấn đề. Quảng Ngãi mình bắt đầu rẽ rớt, không kiểm soát nước lụt thì bây giờ chuẩn bị lên Quảng Ngãi là tâm. Cái thành phố Quảng Ngãi bây giờ như sông ở trong đó rồi, nhưng mà chưa phải là ngày mưa câu điểm đâu. Mưa lụt dịch dở, nhà nước thấy tiền, nhà dân không còn tiền luôn. Em nhìn cái đề em thấy nó khó không? 0,16 mol hỗn hợp A gồm H-peptic
CXHAUZN6 và biết tiết này CNHMO6NT cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1.5 m chỉ thu được dung dịch chứa A muối glycin và B muối của ala đốt cháo 30.73, có nghĩa là không liên quan gì đến cái chẻo cây này nha, cái tỷ lệ thôi. Tăng oxy vừa đủ, tổng khối lượng CO2 và nước là 69.31 gram. Tính cái tỷ lệ AB nha nhé. Các bạn rắn thử thử các bạn có làm được đến cái khúc nào không? Có ý tưởng gì không? Làm ra chưa? Đứa ao nữa rồi. Bạn nào làm ra rồi nước của mình ở đây? Bây giờ cô muốn đưa cái bài này để cô giới thiệu với các bạn một cái kiểu mà xác định. Peptide này nó tạo bởi gly và ala thôi. Như vậy X nó có công thức là CXHAOZN6 thì xây ra X là hexabutic. Bởi vì nó có 6 nguyên tử nita mà khi tạo thành peptide thì có cái gốc amino acid nó chậm lẽ, nó không hề bị mắc nita. Nó tách nước thôi mà, tách nước thì đâu có liên quan gì đến nita. Cho nên 6 nita mà mỗi alpha amino acid là 1 nita. Bởi vì này chỉ là lây với ala thôi, cho nên đây chính là hexabutic. Dạ. A có công thức là CNHMO6NT thì suy ra A chính là bentapeptide. Có nghĩa là nam gốc alpha amino acid. Em hiểu chỗ này không? Bởi vì khi hình thành á, cái số nhóm này, amino acid N lần, thì lúc này cái số nguyên tử oxy đó nó sẽ bằng 2N trừ cho N trừ 1. Như vậy là bằng N cộng 1. Nói chung là như thế nào? Có cái gốc đằng trước á, em hình dung cái peptide này, H2N này, R này, CO này, NH này, R này, CO, R phải CO vân vân, đến NH, R, N phải CO, R, OH. Được chưa? Đây nó còn một cái oxy ở đây, còn lại bao nhiêu N thì bấy nhiêu, bao nhiêu gốc alpha amino acid thì bấy nhiêu oxy cả một oxy cuối cùng. Cho nên đây O6 thì suy ra là peptide nó có 5 gốc alpha amino acid. Chỗ đó hiểu chưa này? Đó là một cái lý thuyết em phải nhớ giống như cái kiểu quy đổi hồi nãy đó. Để em nhìn vô. Có nghĩa là em học xong mà trang đầu em nốt tới peptide là em hiểu nó là nó hiện lên trên đầu em có cấu trúc không? Tổng là 0.16.
NX cạn NA bằng 0,16. NX nhân cho 6 cạn NA nhân cho 5 bằng 0,9 là bằng số mol nào hết này, 0,6 nhân 1,5. Xây ra NX bằng bao nhiêu và NA bằng bao nhiêu? NX bằng bao nhiêu, NA bằng bao nhiêu hết? X bằng 0,1, A bằng 0,06 cô. A bằng 0,06. Rồi. Bây giờ các tỷ lệ Gly với Ala thế này. Bây giờ cô quy qua này. Khi mà đốt cháo một cái lượng là 30.33 thì cô xách nó ra là CH3ON CH2 và nước. Thực ra cái chỗ này cô tính ra đây cũng không cần thiết lắm, nhưng mà đây có phải lúc này cái số mol của cái số mol NaOH là trên cái phản ứng đây nha, là nó bằng 0,9. Số mol amino, cái số mol peptide là bằng 0,16. Như vậy 0,9 chia 0,16 là bằng bao nhiêu em? Nam phép 6 hay nam cô? Nam phép 6 hay nam? Vậy nếu cô gọi đây là amol thì anh này sẽ là nam phép 6 hay nam nhân A. Đúng chưa? À A đây không thể sao? Đặt ít đi. Chứ A nó trùng với cái phi này này. Anh này x mol thì có phải là nam phép 6 hay nam nhân x không? Cô gọi anh này là A. Khi đốt cháo thì có phải anh này ra HCOH cạn 1,5 nước không? Anh này ra 1 COH cạn 1 nước. Và anh này anh ra nước. Được chưa? Cái anh này khổ xử lý cái này, thậm chí khổ xử lý ra cái này luôn cũng được luôn á các bạn. Để giới thiệu cho bạn xem thôi. Biết là tỷ lệ nào NaOH chia cho tỷ lệ BT là bằng 5,625 thì bằng cái số gốc á. Đây x 5,625 nhân x. Phương trình thứ nhất là 53 nhân cho 5,625 nhân x cạn 18x là cạn nước, cạn 14y bằng 30,33. Đó là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai, 5,625 nhân x nhân cho 2 cạn cho y, tất cả nhân cho 44 là khối lượng siêu 2 cạn cho khối lượng nước là 5,625 nhân cho 1,5 cạn x. 5,625 x nhân 1,5 cạn x cạn y, tất cả nhân cho 18 bằng 69,31. Em vẽ ra x bằng y bằng. Hiểu cái phương trình nào không? Đây này siêu ha, à, tổng khối lượng anh này nhân 5 bả. Nhìn các con rõ chuột này, phần này nhân cho mà lớn là 5 bả, cạn cho nước là 18 nhân x cạn cho 14 nhân y là bằng khối lượng. Anh này đốt cháo ra tổng cái siêu ha là 5,6. Không có thấy cô tỏ cô.
Con chó nó không có theo cô, thấy đứng im chỗ. Dạ con đỡ nó chó chạy không? Đầu giờ nó chú chạy cô. Dạ chạy dạ, không? Tại con chó một cái cô nên chà, là chà đâu, chà đâu cô. Rồi rồi. Đó em xử lý cái thằng này được không? Xử lý nhìn cái phương trình đó. Đây nè tổng khối lượng nè. Cái phương trình khối lượng này là 5,57 nhân cho 5,625x cộng với 18x nè, cộng với này 14y ra ra khối lượng phương trình khối lượng là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai anh này đấu cháo của căn bàn này đây là phương nhân theo đây. Cộng với lại thằng y là tổng số mol. Nhân 44 cộng nước thì anh này là nhân cho 1,5 cộng đây y cộng này thêm x nữa là nhân 18 ra thôi. Giải cái phương trình này ra x bằng bao nhiêu và y bằng bao nhiêu giúp cô? X bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu? X bằng 0.08, y bằng 0.26. 0.08, y bằng 0.06 hả? 26. Y bằng 0.26. Rồi, bây giờ mới xác nha. Cái số mol amino acid á, có phải là bằng 5.625 nhân cho 0.26 không? Nhân cho 0.08 là bằng bao nhiêu? Năm phẩy sáu hai lăm nhân 0.08 là bằng bao nhiêu em? 0.45. 0.45 nó bằng có phải ra là bằng tổng số mol Gali cạn số mol Ala số mol CH nó bằng 0.06 là bằng số mol Ala. Như vậy xây ra số mol Gali là bằng 0.45 trừ 0.26 là bằng 0.19. Như vậy tỷ lệ A trên B là bằng cái đề cho A trên B là số mol Gali chia cho số mol A Ala là bằng 0.19 chia 0.26 tỷ lệ này bằng bao nhiêu? Chia bằng bao nhiêu mấy đứa? Mười chín phần 26 luôn. 19/26 luôn. Thì dĩ nhiên là 19/26 rồi chó đại ông quá đáp án nào phiên này nè. 0.33 đáp án A đúng chưa? Rồi bữa nay là nó đụng tới bếp tiết một mớ nha, phân tích cho bếp tiết ra rót về mà coi lẹ xíu rồi tôi ấp là coi lẹ nha. Tạm biệt nè, cho cái nhóm kia nó hả mở lại cái đề bữa trước cái đề có